CEO học viện khai sáng tiềm năng và đào tạo nhân tài. Và cũng tin chắc rằng với phần chia sẻ của chị sẽ giúp các bố mẹ hiểu rõ cơ hội của mình hơn và cũng như là có định hướng cho con một sự giáo dục phát triển tốt nhất vào trong tương lai. Và hôm cũng sẽ được nói thêm, chị Hồng Quang cũng là chuyên gia về não bộ, nhà đào tạo siêu trí nhớ, trọng tài hai năm quốc tế. Và năm 2022, chị cũng là nhà lãnh đạo tiêu biểu châu Á. Và ngay bây giờ các chị hãy cho chị Nguyễn Thị Hồng Quang một tràng vỗ tay được không ạ? Lời đầu tiên cho Quang gửi một cái lời cảm ơn đến công ty Prudential, đến các anh chị ở bên bảo hiểm, và một cái lời biết ơn đến với các anh chị, chính các anh chị đang ngồi đây chính là những anh chị mà sắp tới đây là những anh chị sẽ là may mắn nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Và cho Quang xin phép gửi lời cảm ơn đến các anh chị và chúc cho các anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay nhận được một số những giá trị hữu ích và làm cho các anh chị có những cái niềm vui, và đặc biệt đó là giúp cho con cái các anh chị trong tương lai được tỏa sáng. Và xin các anh chị cho một tràng vỗ tay ạ. Thì chắc chắn cũng như các anh chị ở đây thì đầu tiên các anh chị chắc cũng muốn biết Quang là ai và làm cái công việc như thế nào. Thì đầu tiên Quang cũng chia sẻ một chút để các anh chị được rõ về bản thân của mình. Thì thứ nhất là Quang tên là Nguyễn Thị Hồng Quang, đầy đủ do Quang. Và hiện tại Quang đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng và là hơn 18 năm làm cô giáo giảng dạy, và hiện tại đang giảng dạy trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi. Với công tác hơn 9 năm tìm hiểu về nghiên cứu về não bộ, và đồng thời thì hiện tại đang là CEO của Trung tâm Học viện Đào tạo và Nhân tài của Bảo Quốc. Thì đến với cái chương trình chiều ngày hôm nay, Quang mang đến cho các anh chị những cái mong muốn làm thế nào để các anh chị, giúp cho các anh chị trong cái hành trình dạy con được chúng ta một cách nhẹ nhàng và vui vẻ. Trước khi đi vào cái chương trình này thì Quang cũng có một vài lời chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về Học viện Đào tạo Nhân tài Bảo Quốc để anh chị cũng có thêm một vài cái thông tin. Vậy thì để có được tất cả những cái điều đó thì các bố mẹ đã nuôi dạy như thế nào? Lưu rằng các bé đó nó có giống con của mình không? Thì ở đây cô Quang sẽ chia sẻ cho chúng ta, và cô Quang có chỉ còn 30 phút để giúp cho các anh chị chúng ta nhận được một số cái giá trị. Thì cô Quang chia sẻ nè, năm 1981, giáo sư tên là Robert Spear, ông nói rằng thế này: mỗi một con người chúng ta sinh ra, tất cả ai cũng có 86 tỷ neuron thần kinh. Nhưng tại sao có những đứa trẻ lại rất là khó dạy, có những đứa trẻ thì học toán giỏi, có những đứa trẻ mà dạy chữ hoài mà không được? Tại sao có những đứa trẻ mà thấy nó rất là nghịch? Tại sao có những cái đứa trẻ mình cho ăn mà nó không chịu ăn? Tại sao có những đứa trẻ mình nói nó không có vâng lời? Vì sao như thế? Và ông lý giải rằng bởi vì đó chính là do cái tính chất và do cái sự phân bổ neuron thần kinh ở mỗi đứa trẻ hoàn toàn khác nhau. Mà nếu như chúng ta chỉ cần biết cái nhóm tính cách trẻ đó thì chúng ta sẽ dễ dàng dạy các con. Nhờ các anh chúng ta sẽ chia sẻ giúp cho Quang cái về cái bài của bé. Và thì làm thế nào để chúng ta được biết được cái tính cách của từng đứa trẻ? Dữ liệu của các anh chị, và bây giờ chúng ta sẽ thử xem thử là bạn sẽ có một cái bộ nhớ như thế nào. Các anh chị có thể là, và các anh chị có thể đây, và có thể nhớ những cái diện tích rất là tuyệt vời. Các anh chị bây giờ cô Lan sẽ mời cho mẹ nè, mẹ có thể đọc một cái diện tích của một quốc gia nào đó. Chào tất cả các cô chú và các bạn, con tên là Lê Đình Vũ Vinh, năm nay con học lớp 24, chữ tên là Thị Điểm. Ba từng nói với con là trung thực, nghĩa theo và tự tin. Xin các cô chú và các bạn ủng hộ cho con. Em chia sẻ một chút về trường Quang Minh. Quang Minh là trước đây thì do là dịch đó, nên là học là khi học ở nhà thì lớp 1 thì nó học online thôi. Thì khi mà cũng không có nhiều thời gian để học ở trên trường, rồi khi mà hết năm học thì cô giáo có gửi cho bạn cái tờ giấy là đi học
về may mắn thì mẹ cũng cho con thử nghiệm, nhưng mà ra thời gian đầu thì con cũng không có thích, tuần đầu thì con cũng không có thích đâu, nhưng sau khi làm bài về sinh sản con thay tay về và hiểu thêm về não bộ của con thì cô Quang có tư vấn cho mẹ là nên cho em theo học một cái lớp về đào tạo về siêu trí nhớ và học may mắn, thì sau cùng 4 tháng thì con đã có khả năng là ghi nhớ tất cả quốc kỳ và diện tích trên thế giới, và việc học của con ở nhà thì cũng đơn giản hơn, về con cũng tự giác hơn và tự mày mò để học, chứ còn mày cũng không có mà mày nhắc nhở nhiều. Mà đặc biệt là khi mà con tới điện thoại máy tính thì không bao giờ chơi game, mà toàn tìm hiểu và nghiên cứu về những cái về danh nhân thế giới hay là về những quy đi đó, làm thì đặc biệt là tự rất là tự giác, làm mẹ rất là cảm thấy rất là hạnh phúc vì con mình rất là